Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến với kênh YouTube Top Tara của mình nha. Hôm nay đầu tư hẳn hoi 555 video đập một cái skin bật ếch ếch của Valet cho anh em. Nói chung mình rất là thích chơi vị tướng này, mặc dù có cũng ca gá cỡ 10 skin luôn, nhưng mà mình vẫn thấy skin này rất là đẹp luôn nên mình cũng mê chơi thử luôn anh em ơi. Trận này mình sẽ test skin mới nha anh em. Mình chơi có dở thì anh em đừng có cười mình nha. Ok, trận này mình sẽ đi rừng luôn anh em ơi. Tính chọn DAD để test skin mà cuối cùng team mình cho mình đi rừng luôn rồi. Ok, cái đội hình team mình thì cũng khá là trâu luôn nên là không sao. Mình nói với mấy bạn đó là hai con này rất là mỏng luôn nên có ngộ không nữa là mình team mình chọn những vị tướng vừa khống chế vừa trâu nữa. Đội hình mình khá là ok về last game luôn em ơi. Đầu game thì có 2 AD thì team mình cũng lợi thế cũng cao hơn team bạn luôn. Và mình đi rừng được đó, vị tướng Mina đi ram cũng khá là ok, nhưng mà bạn này ram thì cũng hơi sai sai là ăn hết kinh nghiệm của mình luôn. Đi ram các bạn nhớ, nếu mà có đi ram hộ rừng thì nhớ né né xa xa ra để tránh ăn kinh nghiệm làm bạn ấy thọt nha anh em. Nhiều lúc ăn hết tất cả con quái mà mình còn chưa được lên top 4 nữa anh em ơi. Ok nhé bạn ơi. Ok, nói chung thì không sao, có hơn không, có chồng hơn cái giá anh em ơi. Dù sao mình cũng farm nhanh hơn rừng tên bạn rồi, vậy là mừng rồi. Ok, cuối cùng mình cũng lên được cấp 4 rồi anh em ơi. Ê, rừng bạn ăn chưa xong con mùa đỏ nữa, thôi mình tranh thủ ăn phụ bạn ấy một cái. Ok, thế là kéo được con mùa đỏ rồi anh em ơi. Ok, cái ớt mùa đỏ đầu tiên rồi. Giờ mình sẽ đi lên đường rồng nha anh em. Này thì Wildcat lên cấp 4 sớm quá anh em ơi. Sao lại lên sớm như vậy được, hay thiệt. Xem mình, trong khi đó xem mình chưa ai lên được cấp 4 nha. Ồ, các bạn toàn lên cấp 4 không ta? Vậy sao xem mình thọ dưới ta? Ok, đứt cuộc kêu dành cho mình nha anh em ơi. Bạn Mina chơi một cái pha anti và dùng chiêu chón lại rất là hay luôn em ơi. Nói chung là đội ơn bạn pha đấy, không có cú đó là mình có thể là hết chiêu để chạy rồi, mình có thể là chắc chết mẹ nó quá anh em ơi. Ok, dạo này thì cái clip này mình cũng chơi mấy ngày rồi, nhưng mà hôm nay bệnh quá không có thể nào quay, không thể nào edit cái clip được để làm cái video cho anh em xem được. Tới nay người ta xài cái skin này chán luôn rồi, mình muốn làm cái clip mà review cái skin này anh em ơi, anh em thông cảm nha. Skin này nói chung là hiệu ứng và cái âm thanh nó khá là mượt và khá là bắt mắt và khá là nghe khá là dễ chịu luôn nha anh em ơi. Nói chung skin nó bỏ ra đáng đồng tiền quá gạo luôn. Nếu mà anh em nào thấy yêu quý, yêu thích vị tướng này thì nên cũng đầu tư thử một skin này về chơi thử nha anh em. Skin đáng đồng tiền quá gạo lắm luôn anh em ơi. Ok, mình thì rất là ít chơi vị tướng này nên là hồi xưa cũng mê lắm nhưng mà chơi dở quá nên là bỏ luôn. Nên trận này mình chơi nếu có dở quá thì anh em cũng đừng có cười mình nha. Mình lên đồ thì cũng theo cái cách mà nói chung là theo sở thích mình thôi, chứ thật sự mình không có lên đồ nó cũng không chỉnh lắm. Nếu mà có gì anh em nhớ góp ý cho mình trong phần bình luận để mình muốn mình chơi con này hơn nha, có thể là ra được nhiều clip hơn cho anh em nha. Ok, một công ăn trụ thành công của mình và chất liệu được bạn AD đem bạn, trong khi đó bạn HP của mình bỏ mẹ trong trụ hơn anh đó. Bạn HP mình nó cũng khá là hổ báo, tính chơi hổ báo giống như mình là anh em ơi. Con này nó dùng combo vô nhìn khá là đẹp luôn em ơi. Cái chiêu 2 và cái MP nó rất là dễ nhìn, rất là sang luôn á. Nhìn hiệu ứng cực kỳ đã luôn. Cảm thấy rất là thích luôn. Nhưng mà chơi thua hoài à. Ok, có lẽ mình sẽ nên tập luyện chơi vị tướng này lại
Kiểu túi này mình chơi khá là dở luôn. Thì túi này cũng rất là mỏng luôn em ơi, nên là mình chơi tốt nhất phải nên giữ đúng giữ vị trí tốt, rồi nó cấu rẻ thôi. Thì túi này thì đam khá là cao về lết game và đạn cấu rẻ thôi, mình chơi cấu rẻ khá là tốt luôn em ơi. Chơi vị túi này phải biết cấu rẻ và giữ cái vị trí tốt thì chơi rất là ok luôn. Các bạn có vị tướng ngộ công, nếu rình bắt thì xác định luôn Violet chỉ có đường chết thôi, chết không kịp nháp luôn em ơi. Ngộ công rất là cơ động và nó còn thêm cái tàng hình nữa, rất là khó chịu luôn em. Nên chơi nhớ chú ý mắt nhỏ để mình không có bị phục kích nha em. Ok, nếu đúng ra mình sẽ lên một món có thật là nhiều đam để mình đánh cho nó thốn, nhưng mà mình nên chơi phức hợp chiếm để lấy một ít máu đó nha. Nhiều lúc ngộ công gặp một cái mình còn cơ hội trở tay nữa, đó là phong cách chơi của mỗi người thôi. Phong cách chơi mình là như vậy, còn em như thế nào thì cho mình biết ở phần bình luận để mình rút kinh nghiệm nha. Rất mong được phản hồi từ anh em. Ok, mình sẽ tham luôn công việc xanh này để lấy lượng mana chơi rồi nếu anh Violet mà có thêm mùa xanh nữa thì tha hồ mà lăn, tha hồ mà tinh chiên nha anh em. Ok, đến phút thứ 6 mình đã được 503 rồi và đây mẹ thứ 6 dành cho mình 601 chứ, xin lỗi anh em, 601 mẹ thứ 6 dành cho mình anh em, cố gắng ép lên thật là nhanh, cố gắng mình đẩy trụ liên tục lên. Ok, mẹ thứ 7 dành cho mình. Cố gắng kết thúc trận đấu để tránh đêm dài lắm mộng nha anh em. Tên mình tính chất lấy game khá là ngon, nhưng mà tên bạn có người tướng ngộ công bắt lẻ khá là tốt luôn. Tên mình lại là hai con máy giấy nên là sợ bị bắt, nên mình cố gắng kết thúc trận đấu rất sớm thì mình sẽ cảm thấy an tâm hơn nha anh em. Bây giờ này mình còn phải bắt đầu nữa anh ơi. Chọn một cầu đi bạn ơi. Trời ơi, giờ này mình còn bắt đầu nhiều quá. Ok, bỏ đi anh em ơi. Ngộ công với chúng tôi đã hạ chết 4 người thêm, 4 người thêm được. Ok, mình lên một cây dương đột phá để tăng lượng nó đa lên chẳng còn người lát nha nha. Con nhớ tờ hồng để tăng lượng chiếu lượng thế cho tên mới được. Chiếu lên con ngọc, cố gắng đi rừng thì mình nên ăn được cái mục tiêu lớn như rồng ở bên trong để cho hỗ trợ cho tên nha nha, giúp tăng cái lượng sát thương nhé. Cái những vị tướng sát thương lên quái nữa, có cả sát thương lên trùng nữa, nên là cố gắng ăn được thì sẽ rất là tốt cho tôi có lợi thế cho bạn nha. Chết luôn rồi bạn này, xong rồi mình chết trâu quá trâu anh em ơi. Nó lại có bất tử nữa là mình bắn nó không vô luôn. Nguyên chết là một vị tướng đi SP khá là khó chịu luôn, nó cái khả năng càng quét và băng trụ của nó rất là tốt luôn, nó đem thêm một cái chống trụ nó là xác định AD luôn, khỏi chơi game luôn nha anh em. Đi tới đâu nó chui vô tới đó luôn, vô trụ nó cũng vô trụ nó giết luôn anh em ơi. Ok, chấm dứt mình bạn này chắc có lẽ là xanh lên được một mới vàng rồi. Cái vị tướng vào lết mà mang skin này lên thì YouTube mình coi rất là mượt mà luôn anh, rất là dễ chịu luôn. Nói chung không có chỗ nào chê được cái skin này anh em.
trận này team mình đi cũng chơi cũng rất là đồng đội luôn, chơi khá là ok luôn em ơi. Chết tôi. Thôi bỏ lên em ơi. Qua đường khác. Ây da. Mà ngộ công canh sơ hở của mình hết chiêu rồi, không có chiêu chạy giờ mà ngộ công đã kết liễu được mình. Và bỏ mẹ. Rất khó chịu luôn em ơi. Núp bụi cỏ và đập mình một mạng nữa. Nhớ đó, nhớ mà quạng các bạn ngộ không ơi. Ok, mình sẽ lên một cây liền lại để chống chịu với con ngộ không mới được, cho nó quê mới được. Đập hoài luôn. Thứ gì chịu nổi em ơi. Không quên, bạn Ngọc cho Violet. Trận này mình sẽ lên nhớ bạn Ngọc, Ngọc đỏ 7 viên, tỷ lệ chiếm mạng, sát thương chiếm mạng 3 viên, tỷ lệ chiếm mạng. Ngọc tím 10, 5 viên công vật lý tốc chạy và mình được hút máu nha. Lấy cái lượng hút máu này để mình có được cái độ hồi phục nhất định khi đi rừng chơi cũng khá là ok với bạn Ngọc. Nói chung thì bạn Ngọc và cái bưu đồ của mình là chỉ mang tính chất tham khảo nha nha. Tại mình không có chơi giỏi về tướng này đó, nên là anh em cứ tham khảo nếu thấy hay hoặc lớn thì mình cứ chơi thử thôi. Nói chung xong, sau khi xem clip này nên mang vào đấu thử trận coi Golet mùa này còn đáng chơi hay không nha nè. Mình thấy thì nó chơi cũng còn khá là ok đó. Tuy có nhiều vị tướng rất là ngon và cơ động đồ này nọ, nhưng mà mình thấy Golet vẫn còn chơi khá là ổn với các bạn nha. Nếu đang nào có đam mê vị tướng này thì chưa thử, nó là con cưng của hệ án mà. Nói chung giảm sức mạnh thì giảm thôi chứ chơi thì vẫn rất ok luôn nha. Rất là sợ ngộ không luôn nha. Đây ngộ không đây, thấy rồi rồi. Này thì ngộ không với chúng tôi rất là dễ luôn nha anh em. Toilet mà tâm như tầm này thì ngộ không cũng không phải là đối thủ đáng gờm lắm. Nếu mà mình giữ vị trí hoặc là mình là ở đây thấy chủ động thì ngộ không không có tuổi nha em. Còn ngộ không núp bụi cỏ thì xác định mình không có tên luôn, nó đập một cái là lên giữa nè. Ok, mình sẽ cố gắng kết thúc trận đấu tại đây luôn nha em. Thêm một chút bốn rồi. Ok, vậy là quên nhẹ nhàng nha. Tính chơi thử thôi mà bây giờ cũng quên luôn. Cảm ơn anh em đã xem tới clip nha. Nhớ hãy cho mình một nick đăng ký kênh, một nick like và một subscribe. Ok, tạm biệt anh em.